Xin chào quý vị. Hôm nay nhà mình nấu món cá đối kho với
Rồi, bắt đầu mình thưởng thức quý vị ơi. Cái ghế cái này cái miếng cá này cho quý vị coi cái thịt ở trong này nha. Chưa, xương này nó mềm luôn rồi đó. Cái này là mía nè, mía lót xuống dưới nè, mía như thơm của mía, nước dừa thấm vô cá này, kho nước dừa thôi mà nha. Quá ngon, thịt nó ngọt do nước dừa với mía này nó thấm vô cá nè, ngọt cực kỳ, ngọt mà nó thơm. Đúng là không có gì bằng nên. Quá ngon quý vị ơi. Quý vị nhớ làm thử ăn nha. Cực kỳ luôn á. Không phải là cá này không đâu, các mọi cá khác, cá sông kho đều được. Quá ngon quý vị ơi. Ok, mình xin kết thúc cái món cá đối kho với mía với nước dừa. Quá ngon, thật tuyệt vời luôn. Nhớ kho là phải cạn nước luôn nha. Quá ngon.